Con gái ruột của Vũ Linh lộ diện, vậy mẹ ruột của cô là ai? Trong tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh, con ruột của ông chính thức lộ diện. Cô gái tên Võ Thị Hồng Loan cho biết, mình không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ba giấu mọi tin tức để giữ cho cô có cuộc sống bình yên. Thông tin về mẹ ruột của Hồng Loan cũng được đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh hé lộ. Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ, mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ với nhau. Khi bà nội, mẹ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa Loan về, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha và để chống ô mẹ. Vì vậy, Hồng Loan là con gái của Vũ Linh. Chị Hồng Loan hiện đang sống và làm việc ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã lập gia đình và có con trai bụ bẫm. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi còn sống vẫn quan tâm giúp đỡ con gái của mình. Sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có tình trường nhiều thăng trầm, thế nên danh tính mẹ của Hồng Loan cũng là một ẩn số, nhưng theo pháp lý thì cô là cô con gái ruột hợp pháp của ông. Mẹ ruột ca sĩ Nguyên Vũ đáp trả Phương Lê cực gắt, nói thấu tình đạt lý khiến Phương Lê xấu hổ. Mới đây giữa ồn ào con trai ruột mình là ca sĩ Nguyên Vũ bị Phương Lê xúc phạm, mẹ ruột nam ca sĩ vô cùng bức xúc vì bà vô tình xuất hiện trong bức ảnh của con trai cũng bị Phương Lê kéo vào cuộc. Cụ thể, Hoa hậu Phương Lê đã mỉa mai Nguyên Vũ là thằng đàn ông bám mẹ. Cụ thể, Hoa hậu Phương Lê đã mỉa mai Nguyên Vũ là thằng đàn ông bám mẹ. Tuyên bố bà mẹ này cũng không ra gì mới chiều chuộng thằng con trai đã gần 50 tuổi như vậy. Điều này đã xúc phạm đến một người lớn tuổi, khiến nhiều người vô cùng giận dữ và quay lưng không còn ủng hộ Phương Lê nữa. Được biết, mẹ của ca sĩ Nguyên Vũ trong video mới nhất cùng con trai không thể nào làm người vợ, người mẹ tốt và cũng không phải là một người lương thiện. Nếu là một người lương thiện, không ai lại đi chửi những câu độc ác như vậy, mà nó còn nhỏ tuổi hơn nhiều so với con trai tôi. Nó chỉ đáng cháu tôi, mà nó chửi tôi là bà này bà nọ. Nó có tư cách gì mà xen vào câu chuyện nhà tôi? Còn chuyện con trai tôi giúp Hồng Loan làm phim, nói thẳng ra nó cũng không có quyền gì can thiệp. Nhưng con tôi đã xuống nước, xin lỗi nó rồi, nó lại làm tới, xúc phạm mẹ con tôi hết lần này tới lần khác. Người ta nói kính lão đắc thọ, nó nói năng đàng hoàng tôi còn nể, đằng này nhìn cách nói chuyện chứng tỏ là kẻ vô học. Nhiều người chứng tỏ ủng hộ ý kiến của mẹ ruột Nguyên Vũ và khuyên Hoa hậu Phương Lê nên xin lỗi bà. Trước đó, ca sĩ Nguyên Vũ được biết đến là người rất yêu thương mẹ. Anh từng chia sẻ, tôi làm MC, đóng phim và kinh doanh, tôi sống chung cùng với mẹ. Bà đã hơn 80 tuổi, tôi nhận ra rằng bữa cơm với bà quý giá hơn số tiền mấy chục triệu đồng tôi kiếm được khi miệt mài chạy show. Mẹ tôi già rồi, đâu cần tiền để làm gì. Bốn anh tôi có gia đình riêng, chỉ còn mình tôi độc thân. Nhiều người bảo tôi có tuổi rồi mà cứ để mẹ chăm lo cho từng ly từng tí một. Họ đâu hiểu, nguyện vọng của những năm tháng cuối đời của bà chỉ có thế thôi. Niềm vui bây giờ của mẹ là được chăm con, cháu. Nếu tôi không làm được điều mẹ muốn thì là một người con bất hiếu. Niềm vui của bà là được nấu cơm cho con trai, chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi 44 tuổi rồi mà mẹ chăm như một đứa trẻ. Mỗi khi tôi ra ngoài, bà chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn, thức uống vì sợ tôi đói khát. Tôi làm con chuột bạch cho mẹ mỗi khi bà nấu món mới. Có lẽ được mẹ chăm quá kỹ nên bạn bè gọi tôi là con nít già. Khi câu chuyện đang căng thẳng, con gái nuôi của Vũ Linh là Bình Tinh đã lên tiếng giải hòa cực khôn khéo cho người anh và người chị của mình. Cô vui vẻ bảo, ông bà ta hay nói khẩu xà tâm Phật, chị là vậy, bụng bà khỏi chê hôi. Tính nóng thôi, hiểu lầm thôi chứ không sao cả, để hai anh chị bớt nóng nó sẽ ổn thôi. Mọi người ai cũng thương Hồng Loan, ai cũng muốn tốt nhất cho Hồng Loan. Có điều hơi bị sơ sót trong lời nói của mình nên gây ra sự hiểu lầm. Chưa biết ai đúng ai sai mà bây giờ anh chị cũng có nhiều công việc quá. Chị dâu buôn bán liên tục, anh Nguyên Vũ cũng đang quay cho nên bây giờ cứ để anh chị ổn định lại chút xíu rồi gặp nhau thì về lại bên nhau. Ta nối lại tình xưa, cuộc đời bao nhiêu năm. Nhưng thực sự tôi thấy mọi người thương, mọi người lo lắng quan tâm đến Loan cũng như vấn đề này tôi vui lắm. Song song đó vẫn là có những suy nghĩ trái chiều. Nhưng mọi người an tâm, anh hai vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn ở đây. Làm gì thì làm, anh hai vẫn là người anh lớn nhất, anh hai sẽ chỉ dạy cho các em làm gì. Cũng như chị Ni từng chia sẻ, dù anh hai ít xuất hiện, anh hai cũng có công việc riêng, nhưng anh hai luôn kề cận chị Ni, Loan và tôi cũng như tất cả các anh chị, do là anh hai ít nói thôi. Nhiều người dùng mạng cũng mong rằng mọi chuyện này sớm kết thúc. Mọi người yêu thương Hồng Loan hãy dừng ngay chuyện này lại và tập trung giúp đỡ Hồng Loan là điều tốt nhất lúc này. Hoa hậu Phương Lê bức xúc vì Nguyên Vũ âm thầm làm phim cho con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ẩn ý về việc nghỉ chơi.
Kể từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, cuộc sống của con gái ông là Hồng Loan luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh ồn ào về việc tranh chấp tài sản, những thông tin về cuộc sống công việc của cô cũng là điều gây chú ý. Giữa những ồn ào của Hồng Loan, Hoa hậu Phương Lê từng lên tiếng thể hiện sự bênh vực và đứng về phía Hồng Loan. Thậm chí cô còn từng tuyên bố tỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh về cuộc đời Hồng Loan. Tuy nhiên chính vì điều này mà mới đây dân mạng lại xôn xao về mối quan hệ giữa Phương Loan. Hồng Loan và ca sĩ Nguyên Vũ. Hoa hậu Phương Lê đã đăng đàn trách móc Nguyên Vũ âm thầm làm MV ca nhạc cho Hồng Loan mà không bàn bạc với mình. Đáng nói kịch bản của Nguyên Vũ lại có sự tương đồng với kịch bản của Hoa hậu Phương Lê. Trên sóng livestream, nàng hậu bức xúc, Phương Lê vô cùng hối hận khi tiếp xúc với Nguyên Vũ. Còn ai fan của Nguyên Vũ đi ra ngoài block Phương Lê luôn. Các bạn có quyền idol, có quyền thần tượng người các bạn thích, nhưng các bạn đừng bắt tôi phải tôn trọng người không xứng đáng. Tại sao tôi phải chịu im lặng, chịu đựng, gọi điện thoại nói chuyện riêng? Các bạn thấy các bạn vô lý không? Trong khi đó, Lam không hề nói với tôi một câu, mắc gì tôi nói chuyện riêng, tôi cần phải nói cho cộng đồng của tôi, fan của tôi, bạn bè của tôi, đối tác của tôi biết, lý do tôi không làm phim nữa, bây giờ tôi chạy tới hàng triệu người, hay hẹn tất cả mọi người đến để nói chuyện riêng à? Tôi đều đăng và khoe thông tin lên mạng xã hội với niềm tự hào, vậy nên đừng có idol cái kiểu đó, Phương Lê này không quan tâm. Đáp lại Phương Lê, Nguyên Vũ đăng tải dòng trạng thái dài với thái độ từ tốn. Anh cho biết bản thân mình là anh lớn nên muốn mọi việc tốt cho các em của mình và nhường nhịn một chút không sao. Anh khẳng định, làm phim ca nhạc cũng là muốn Hồng Loan bán hàng tốt hơn và có nhiều người ủng hộ hơn. Mới đây câu chuyện chưa có dấu hiệu dừng lại khi Phương Lê ẩn ý chuyện nghỉ chơi với Hồng Loan. Trên trang cá nhân, cô bóng gió, tôi luôn muốn và cầu mong Loan được như vậy. Tôi mong muốn Loan làm ăn được và cầu mong luôn được đông khách, mọi người ủng hộ Loan. Mọi người mua của ai cũng vậy, cũng ăn cũng xài, mua sắm thì mua ai cũng vậy, mua của nó đi. Thương là mình phải thể hiện, mình thích và thương mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Bây giờ mình ở xa, không giúp được người ta thì mình mua hàng dùng. Đó cũng là cách giúp và thương Loan. Tôi cũng vậy, cái gì Loan bán thấy tốt, tôi sẽ mua. Vì tôi cũng cần mua đồ, bây giờ tôi qua mua dùng Loan vậy thôi. Trước những chia sẻ của Phương Lê, bạn thân của Hồng Loan là Diệu Ni cũng livestream trách ngược Phương Lê quá đáng khi chuyện không có gì nặng nề lại xé ra to. Bạn thân Hồng Loan nói, đặt trường hợp chị sai là người ta tôn trọng mối quan hệ, người ta không muốn ồn ào. Tôi nói thật với mọi người, hôm nay tôi thấy Phương Lê rất quá đáng. Phương Lê có biết là mình không điều khiển được cảm xúc của mình không? Một nick công kích là Phương Lê, biết ở đâu hay không? Phương Lê không giữ được bình tĩnh kêu anh Vũ là thằng này thằng kia, có thấy mình quá đáng không? Tôi nhận sai không có nghĩa là tôi quên, tôi không thể nào đăng tin nhắn lên được. Tôi nhịn, tôi giữ bình tĩnh. Tôi nói quên để Phương Lê và anh Vũ hòa với nhau, nhưng thật sự tôi không có quên. 7 giờ tôi nhắn cho Phương Lê vẫn ok với tôi. Tôi không hiểu sao Phương Lê bị tác động từ đâu rồi chiều tối livestream chửi anh Vũ. Tôi vô tôi nhận sai xong tôi nói tôi quên. Không phải tôi cao thượng gì mà tôi muốn Phương Lê và anh Vũ không có chuyện gì xảy ra hết. Khán giả bênh vực Hồng Loan khuyên Phương Lê nên bình tĩnh, câu chuyện thì vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên cư dân mạng đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng cô vô tội và khuyên hậu Phương Lê nên giữ bình tĩnh. Quá ghen tức, Hồng Phượng chửi Hồng Loan là thứ đầu đường xó chợ. Thưa quý vị, gia đình bà Sáu Bảo, ba đời sống phận tầm gửi, đời Sáu Bảo, Phượng Ve và đời đứa cháu gái 5 tuổi, bắt đầu từ bản tính tham lam, siêng ăn, nhác làm, vô dụng, hèn nhát của những người đàn ông đến bên đời của họ. Mới đây trong livestream mới nhất của soạn giả Văn Tiên, vốn được cư dân mạng gọi là tiên ngáo nói về việc Hồng Loan chuẩn bị được đóng phim truyền hình, nhiều người đã phát hiện Hồng Phượng và công kích nói xấu Hồng Loan. Khi được nhiều người khen Hồng Loan, Hồng Phượng tức giận nói, ngon lành gì cái đoạn đó, cái thứ con hoang đầu đường xó chợ vô ở nhà cậu tao. Lúc nhỏ bị tao chửi như chó còn không biết nhục, bây giờ bày đặt muốn vào showbiz, nhìn cái mặt nó ngu như chó làm ăn được gì đâu, đứa nào ngu kêu nó đóng phim thì lỗ dáng chịu. Dòng bình luận Hồng Phượng nhanh chóng bị nhiều người chụp lại cho rằng Hồng Phượng ghen ăn tức ở, đang thèm muốn những gì Hồng Loan có mà không được, nên buông lời thoá mạ, hạ bệ Hồng Loan. Nhưng điều đó đâu có dễ, vì bây giờ bản chất mẹ con Hồng Phượng ai cũng biết rồi, có nói gì cũng vô ích mà thôi. Sự tham lam của mẹ con Phượng quá rõ ràng, ganh ghét, càng làm cho Hồng Phượng thất bại mà thôi. Có người cho rằng câu nói của Hồng Phượng đã lộ chuyện Phượng ngay từ nhỏ đã ăn hiếp Hồng Loan, lợi dụng chuyện cha của Hồng Loan là cố nghệ sĩ Vũ Linh thường xuyên đi diễn ra, gửi con ở nhà cho cô Sáu, mà Phượng ăn hiếp Hồng Loan ngay từ lúc còn nhỏ. Thương cho số phận Hồng Loan đã không có mẹ, bị cô và chú ăn hiếp không nói, đằng này còn bị đứa em họ ức hiếp trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người còn bình luận, sự ghen tức chứng tỏ Phượng rồi đã nhận mình thua kém so với Hồng Loan, thất bại vì chính bản chất gian xảo của mình. Mong Hồng Loan sẽ thành công trong bộ phim này để đáp trả những gì Phượng ve, chù ẻo. Trước đó Vũ Loan tiết lộ từng ngỏ ý dẫn dắt Hồng Loan theo nghề hát, nhưng cô từ chối vì chỉ muốn bán hàng online mưu sinh bình yên qua ngày. Cô lấy hết can đảm thể hiện một ca khúc của cha để biểu diễn trước đám đông cùng anh nuôi vì muốn tạo kỷ niệm đẹp trong buổi tưởng niệm. Theo Vũ Loan, lúc nào gia đình cũng nhớ những ca khúc và vai diễn nổi tiếng của cha. Khi Hồng Loan cất tiếng hát, nhiều khán giả vỡ òa, cô được khen ngợi chất giọng ngọt ngào. Ban đầu con gái Vũ Linh khá rụt rè căng thẳng, khi được cổ vũ mới thả lỏng, hát thoải mái hơn. Vũ Luân hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, dìu dắt em nuôi. Mặt khác, nhạc sĩ Giao Tiên viết bài này cho giọng nam, nên phần hát của Hồng Loan không nhiều. Trước đó Vũ Luân từng mời Hồng Loan đi thu âm, quay MV kỷ niệm.